Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời gian qua đã có không ít những vụ án nghiêm trọng xảy ra mà xuất phát từ những dục vọng tầm thường của đối tượng. Việc một kẻ côn đồ táo tợn chặn nữ công nhân giữa đường, ép đi vào bãi đất trống để đóng phim đã khiến cho nhiều người không khỏi căm phẫn. Nguyễn Hùng Minh, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thủ phạm ép nữ công nhân đang đi làm, bị ép vào bãi đất hoang đóng phim, đã có vợ và hai đứa con. Mẹ vợ thủ phạm nước mắt lưng tròng kể lại lý lịch đứa con rể trời đánh. Bà cho biết, vợ của mình là con duy nhất trong nhà, được sống đầy đủ, thoải mái. Ai ngờ, học đến lớp 10, cô bỏ học khăn gói đi chơi cùng mình biệt tích. Suốt những ngày sau đó, bà đã phải len lỏi xuống các ngóc ngách huyện Củ Chi để tìm con, nhưng không thấy. Để thuyết phục con trở về, bà đành đến tìm gặp mẹ đẻ của mình cùng tính cách thuyết phục đôi trẻ trở về nhà. Nào ngờ, chưa thưa xong câu chuyện, mẹ của mình phán một câu: "Thằng Minh mà yêu con chị thì tôi học máu chết mất ngay lập tức." Bà ngậm ngùi nước cục tức trở về. Sau một thời gian ngắn, vợ chồng Minh vì đã tiêu xài hết tiền nên về thuê nhà trọ ở xã bên. Mẹ vợ tìm đến địa chỉ con ở và ra sức thuyết phục con về nhà, nhưng cả hai đã không nghe lời mà còn xua bà đi. Thất vọng về con gái, bà từ mặt luôn, không quan tâm gì nữa. Về phía gia đình Minh, từ khi biết Minh có con chung với người tình, mẹ đẻ Minh không tiếc lời cay nghiệt, không thèm quan tâm đến đứa cháu máu mủ. Không chịu được khổ, vợ chồng Minh về quỳ gối xin bố mẹ vợ tha thứ kêu mang. Bà mẹ dù tức giận nhưng vì thương con, đành nhắm mắt bỏ qua. Thời gian đầu ở rể, cuộc sống tuy không khá giả, nhưng không khí gia đình cũng khá đầm ấm. Vợ chồng Minh đùm bọc nhau, cùng cố gắng nuôi con khôn lớn. Thế nhưng, khi đứa con đầu được 1 tuổi, Minh bắt đầu hư đốn, ngày nào cũng đưa bạn về nhà ăn nhậu, say xỉn, rồi quay sang ra lầy vợ con. Thấy con rể toàn chơi với lũ bạn dữ tợn, mẹ vợ khuyên răn nhưng vô ích. Rượu vào, Hùng lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đánh đập vợ. Mẹ vợ can thiệp, Minh cao giọng thách thức. Đỉnh điểm là trong một lần vợ chồng cãi nhau, Minh dùng xăng tưới xung quanh phòng rồi tuyên bố: "Tao sẽ đốt cả nhà cùng hai đứa con." Hoảng quá, người vợ quỳ gối chắp tay van lạy: "Giết em chứ đừng đụng đến hai đứa con, kẻ côn đồ mới thôi." Ở rể, nhưng thích là Minh bỏ đi chơi, hết tiền mới mò về. Tháng 7 năm 2013, Minh nói xin được công việc ở sân bay Tân Sơn Nhất nên phải ở trọ bên đó để tiện đi làm. Thực tế không được một đồng gửi về nuôi con, Minh còn về nhà mẹ vợ bon mót, lòng vòng ăn chơi, bồ bịch. Khi bồ nhí tìm về đến tận nhà mẹ vợ mình thì tất cả mới ngã ngửa ngạc nhiên. Cô này khóc lóc tâm sự rằng đã có chồng và một đứa con, nhưng chồng thuộc dạng chí phèo có tiếng, chán quá nên cô gái bỏ đi hoang. Tình cờ gặp Minh, sau thời gian tán tỉnh, hai người thuê phòng sống chung cùng đứa con riêng của cô gái. Vợ hai quay sang hỏi vợ cả: "Anh Minh có khi nào đánh chị không?" Vợ cả trả lời: "Nhìn này, sẹo anh ta đánh tôi chẳng chỉ chết người." Quá căm phẫn, vợ hai cũng tố cáo: "Sống với con em, anh ta luôn thấy ngứa mắt. Có lần, anh ta dí điện vào người thằng bé, may mà em phát hiện kịp thời. Có lần chồng em tìm đến, thì anh đánh chồng em đến chảy máu. Khi em dính bầu với anh ta được 8 tháng thì anh bỏ em đi, đáy liều em phải tìm đến đây để tìm ảnh." Không chịu nổi những trận đòn và lối sống của chồng, vợ mình nhất quyết ly dị. Nếu không gây án thì tạm giam, tháng sau vợ chồng mình ra tòa. Bà mẹ vợ kể lại, từ ngày Minh làm con rể, chưa ngày nào gia đình được yên ổn. Sau lần Minh có ý định đốt con, đêm nào gia đình cũng nơm nớp lo sợ, nửa đêm Minh về quấy phá. Cha bị bắt, đứa con trai đầu của Minh khóc nói với bà ngoại: "Bố Minh làm việc xấu bị công an bắt rồi bà ạ, bà đừng nói với em gái cháu mà tội." Nghe những lời nói của cháu, bà nói trái tim đau đến ngộp thở. Rồi bà lo lắng, dù thằng Minh có bị ra phạt tù thì gia đình tôi cũng rất sợ. Nếu nó không thay đổi, ra tù lại quậy phá, hại gia đình tôi. Thưa quý vị, ở một vụ án khác, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng đối tượng Lê Hoài Công đã lập băng nhóm cướp nhí với hai đàn em tung hoành trên địa bàn xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đặc biệt, tên tướng cướp nhí này lại sớm có sở thích quái gở là luôn muốn làm chuyện người lớn với những nạn nhân của mình. Ngày 26 tháng 10 năm 2013, tin từ Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Hoài Công, 15 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, đồng thời lập hồ sơ xử lý đối với Mai Công Bằng, 13 tuổi và Hoàng Đỗ Thanh Tú, 15 tuổi, cùng ngụ tại địa phương trên, về tội cướp tài sản và hiếp dâm.
Theo lời khai của các đối tượng này tại cơ quan điều tra, cả bọn dưới sự dẫn dắt của Lê Hoài Công đã thực hiện chót lọt 5 vụ trộm cắp, cướp tài sản và hiếp dâm tại địa phương mà chúng đang trú ngụ. Trong đó, vụ thứ nhất là vào ngày 13 tháng 9 năm 2013. Công, Bằng và Tú bàn bạc với nhau đột nhập vào một căn nhà gần nhà thờ xã Bình Ba, huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản của ông N.V.L, 45 tuổi. Sau khi đột nhập vào nhà, Công dùng dao Thái Lan đem theo kề vào cổ em N.T.T.H, 16 tuổi, con của ông L, đang ở nhà một mình, để khống chế cướp 150.000 đồng ở trên đầu giường. Sau đó, Công dùng dao khống chế, bắt em H mở tủ lấy thêm 200.000 đồng nữa. Lấy tiền xong, Công bỏ ra ngoài cùng Bằng và Tú ra về. Nửa tháng sau, vào lúc rạng sáng, ngày 28 tháng 9 năm 2013, Công, Bằng, Tú lại bàn nhau thực hiện vụ thứ hai. Vào khoảng 4 giờ, cả ba cùng kéo đến nhà ông LXN, 45 tuổi, cùng ngụ tại xã Bình Ba, nơi mà bọn chúng đã điều nghiên cứu từ chiều hôm trước để tìm cách đột nhập vào trong. Công phân công Bằng và Tú đứng ngoài cảnh giới để mình leo vào nhà ông N và lấy được một chiếc điện thoại di động ở trong phòng khách. Sau đó, Công đến giường ngủ em LTML, 13 tuổi, con ông N dùng tay bịt miệng, khống chế, định thực hiện hành vi hiếp dâm, thì L xin đi vệ sinh nên Công bỏ đi, hẹn lần sau lại đến. Vụ thứ ba là vào khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2013. Sau khi rời khỏi tiệm Internet luyện game, Công, Bằng và Tú tiếp tục bàn nhau đột nhập vào nhà em VTKL, 17 tuổi, cùng ngụ tại xã Bình Ba để trộm cắp tài sản do biết ba mẹ em L đi vắng. Công đột nhập vào trong nhà, lục soát lấy được 50.000 đồng. Sau đó, Công dùng dao Thái Lan dài khoảng 20cm, mang theo sẵn kề vào cổ của em L để khống chế, hiếp dâm em L. Sau khi hiếp dâm em L xong thì cả bọn tháo chạy. Tiếp đó, vụ thứ tư, vào khoảng 15h30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2013, Công, Bằng, Tú lại bàn bạc đột nhập vào nhà chị LTH, 31 tuổi, cùng ngụ tại xã Bình Ba để trộm cắp tài sản. Bằng và Tú đứng ngoài cảnh giới để Công đột nhập vào trong nhà lục soát nhưng không tìm thấy được tài sản gì quý giá. Công liền lấy dao kê vào cổ chị H khống chế định hiếp dâm. Nhưng do chị H kháng cự mạnh mẽ nên Công không thể thực hiện được hành vi đối bại của mình và cả bọn tháo chạy. Tiếp ngay sau đó, cả ba tên trộm nhí tiếp tục đến nhà em NTH, 17 tuổi, cùng ngụ tại xã Bình Ba để trộm cắp tài sản. Cùng kịch bản cũ, Bằng và Tú ở ngoài canh gác cảnh giới để Công đột nhập vào nhà lấy trộm được 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Công đến chỗ em H đang nằm ngủ, dùng tay bịt miệng em H định giở trò hiếp dâm nhưng bị em H kháng cự và truy hô nên Công cầm 2 chiếc điện thoại di động bỏ chạy. Sau khi liên tiếp nhận được tin báo của gia đình các nạn nhân trên địa bàn về việc bị Bằng trộm cướp nhí này tấn công táo tợn, Công an huyện Châu Đức đã phối hợp cùng Công an xã Bình Ba ra soát địa bàn, điều tra các đối tượng nghi phạm và xác định 3 đối tượng này. Công an đã mời các nghi can cùng người giám hộ đến làm việc và cả 3 đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phó trưởng Công an huyện Châu Đức lúc bấy giờ cho biết. Cung cấp thêm, cả 3 tên cướp nhí này đều khai nhận đi trộm lấy tiền chơi game trên Internet cùng chiêu đãi bạn bè. Công an huyện Châu Đức nhận định, hành vi của Công đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản trong vụ án đầu tiên. Riêng 4 vụ còn lại sẽ thấy không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công, Bằng và Tú do chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy, cơ quan điều tra khởi tố Công để điều tra về tội cướp tài sản, đồng thời lập hồ sơ xử lý Bằng, Tú theo quy định của pháp luật. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.